Đồng cỏ châu Phi tràn đầy sức sống, đó là vùng đất của những đồng bằng rộng lớn, được tô điểm bởi sắc vàng và xanh lục. Dưới bầu trời trải dài vô tận một bản hòa âm của âm thanh tràn ngập không gian, dưới những cây keo và hồ nước có một sinh vật là hiện thân của vùng đất hoang dã này, đó chính là ngựa vằn. Với những sọc đen trắng nổi bật, ngựa vằn có thể được nhận ra ngay lập tức, một vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất châu Phi, một mắt xích quan trọng trong bức tranh về sự sống của đồng cỏ. Trên khắp đồng cỏ, tiếng vó ngựa gõ lên mặt đất một nhịp điệu nói lên sự tự do và khả năng phục hồi. Ngựa vằn là minh chứng cho sức mạnh của sự thích nghi, phát triển mạnh mẽ ở vùng đất vừa dồi dào vừa khắc nghiệt. Câu chuyện của chúng là câu chuyện về sự sinh tồn, tình bạn mà mối liên hệ bền chặt với vùng đất mà chúng đi lang thang. Hiểu về ngựa là hiểu được nhịp đập về chính đồng cỏ châu Phi. Không có hai con ngựa vằn nào có hoa văn của các sọc giống nhau. Mỗi cá thể được đánh dấu bằng một thiết kế riêng biệt đặc biệt như dấu vân tay. Những kẻ sọc đậm này là một sự tương phản giữa màu đen và trắng đã thu hút sự quan sát của con người trong nhiều thế kỷ. Các nhà khoa học từ lâu đã tranh luận về mục đích của những hoa văn này. Một số người tin rằng các sọc đóng vai trò như ngụy trang, hòa lẫn ngựa vằn vào ánh sáng lông đốm của rừng cây, những bụi rậm. Những người khác cho rằng các sọc của ngựa vằn giúp gây nhầm lẫn cho kẻ săn mồi, khiến chúng khó tách riêng một con ngựa vằn khi cả đàn di chuyển. Các sọc cũng có thể đóng một vai trò trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, với các sọc đen hấp thụ nhiệt, sọc trắng phản xạ nhiệt. Dù lý do là gì thì các sọc đen trắng của ngựa vằn vẫn là một kỳ quan của tự nhiên, một minh chứng cho vẻ đẹp và sự đa dạng của thế giới tự nhiên. Ngựa vằn là sinh vật của đồng cỏ và thảo nguyên rộng mở ở phía Đông và Nam Phi. Chúng phát triển mạnh ở những vùng đất rộng lớn, nơi cỏ phát triển mạnh cung cấp nguồn thức ăn chính cho chúng. Ngựa vằn là động vật ăn cỏ, chế độ ăn của chúng chủ yếu bao gồm cỏ, lá cây và vỏ cây. Chúng liên tục di chuyển theo mưa để tìm bãi cỏ mới. Hàm răng chắc khỏe của chúng hoàn toàn thích nghi để nghiền nát thảm thực vật cứng rắn. Ngựa vằn đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đồng cỏ. Thói quen gặm cỏ của chúng ảnh hưởng đến sự đa dạng thực vật và chu trình dinh dưỡng. Sự hiện diện của chúng giúp định hình cảnh quan nơi mà chúng sinh sống. Ngựa vằn là loài động vật có tính xã hội cao, sống thành đàn có thể lên tới hàng trăm hoặc thậm chí có thể lên tới hàng ngàn con. Những đàn này thường được dẫn dắt bởi một con ngựa đực đầu đàn. Con ngựa này bảo vệ và hướng dẫn bầy đàn của nó, bao gồm những con cái và những con non của chúng. Trong đàn, ngựa vằn giao tiếp với nhau thông qua một hệ thống phức tạp gồm tiếng kêu, tiếng khịt mũi và ngôn ngữ cơ thể. Chúng dựa vào nhau để được bảo vệ an toàn và gắn kết xã hội. Ngựa vằn con được gọi là ngựa con, được sinh ra với bản năng mạnh mẽ là đi theo mẹ của chúng. Chúng được nuôi dưỡng và bảo vệ trong sự an toàn của đàn, học hỏi những kỹ năng sinh tồn thiết yếu từ những con ngựa lớn hơn. Mối liên kết giữa những con ngựa vằn rất mạnh mẽ, nhấn mạnh sự quan trọng hợp tác xã hội trong cuộc sống của chúng. Một thế giới của những kẻ săn mồi nguy hiểm trên đồng cỏ. Cuộc sống trên đồng cỏ châu Phi là một cuộc chiến sinh tồn không ngừng. Những kẻ săn mồi như sư tử, báo, báo gepa, linh cầu và chó hoang đều gây ra mối đe dọa đáng kể cho ngựa vằn. Những kẻ săn mồi này bị thu hút tới đồng cỏ bởi sự phong phú của các loài động vật con mồi, bao gồm cả ngựa vằn. Sự hiện diện thường xuyên của nguy hiểm đã định hình lên sự tiến hóa của ngựa vằn, buộc chúng phải phát triển những biện pháp phòng thủ đáng chú ý để tồn tại. Đồng cỏ là một nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với những con non và dễ bị tổn thương. Ngựa con đặc biệt dễ bị săn mồi, và ngựa mẹ phải luôn cảnh giác để bảo vệ chúng. Mối đe dọa từ những kẻ săn mồi là một lời nhắc nhở thường trực về sự cân bằng mong manh giữa sự sống và cái chết diễn ra trên đồng cỏ châu Phi. Đối mặt với những kẻ săn mồi đáng gờm như vậy, ngựa vằn đã phát triển một loạt cơ chế phòng thủ. Những chiếc móng guộc chắc khỏe của chúng là vũ khí đáng gờm. Chúng có khả năng tung ra những củ đá mạnh mẽ có thể ngăn chặn những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất. Khi bị đe dọa, ngựa vằn sẽ tạo thành vòng tròn bảo vệ con non của chúng. Các sọc vằn của chúng tạo ra một rào cản thị giác gây nhầm lẫn cho những kẻ tấn công. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của chúng cũng rất quan trọng cho sự sống còn của chúng. Ngựa vằn có thể đạt đến tốc độ 60 km/h.
cho phép chúng chạy nhanh hơn nhiều kẻ săn mồi. Các giác quan nhạy bén về thị giác, khứu giác và thính giác cũng cung cấp cho chúng hệ thống cảnh báo sớm cho phép chúng phát hiện nguy hiểm từ xa. Ngựa vằn cũng là một trong những kiến trúc sư của hệ sinh thái đồng cỏ. Ngựa vằn đóng một vai trò quan trọng trong sự cân bằng tinh tế của hệ sinh thái đồng cỏ. Ngựa vằn là động vật ăn cỏ. Chúng là loài gặm cỏ chủ chốt giúp kiểm soát sự phát triển của thực vật và ngăn chặn sự thống trị của bất kỳ loài thực vật nào. Thói quen gặm cỏ của chúng tạo ra một bức tranh nhiều màu sắc của cuộc sống, thúc đẩy sự đa dạng thực vật và tạo cơ hội cho các loài động vật ăn cỏ khác. Phân của chúng cung cấp chất dinh dưỡng cho đất, làm giàu cho đất và hỗ trợ cho nhiều loại côn trùng và sinh vật phân hủy phát triển. Ngựa vằn cũng là thức ăn quan trọng cho nhiều loài săn mồi, góp phần vào mạng lưới thức ăn phức tạp của đồng cỏ. Sự hiện diện hoặc vắng mặt của chúng có tác động tới toàn bộ sự phát triển của hệ sinh thái. Một tương lai bất định mới đang chờ đón với toàn bộ quần thể ngựa vằn. Bất chấp khả năng phục hồi của chúng, quần thể ngựa vằn vẫn phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa. Ví dụ như mất môi trường sống do con người tạo ra như nông nghiệp, khai thác mỏ. Đây là một mối quan tâm lớn. Khi dân số con người tăng lên, môi trường sống của ngựa vằn ngày càng bị chia cắt khiến chúng khó di cư và tìm kiếm đồng cỏ phù hợp. Biến đổi khí hậu cũng đang có tác động đáng kể, dẫn đến hạn hán thường xuyên khiến nguồn thức ăn trở nên khan hiếm. Điều này có thể tàn phá quần thể ngựa vằn. Việc săn bắn trộm cũng là một mối đe dọa to lớn khác, đặc biệt là ở những nơi luật pháp còn yếu kém. Tương lai của ngựa vằn, cũng như nhiều loài động vật khác trên hành tinh của chúng ta đang có rất nhiều nguy cơ đe dọa đến sự sinh tồn của chúng. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo rằng tất cả các loài động vật, sinh vật tuyệt vời này tiếp tục tự do lang thang trên các đồng cỏ châu Phi cho tới các thế hệ mai sau. Chúng ta phải nỗ lực hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn nhằm bảo vệ môi trường sống của ngựa vằn, chống săn trộm và tác động của biến đổi khí hậu. Bằng cách nâng cao nhận thức, hỗ trợ các tổ chức bảo tồn, bảo trợ động vật và đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm trong cuộc sống của chính mình. Ta đến lúc hành động trước khi quá muộn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp chúng mình nhé.